Lần đầu tiên, gần 100 nữ tác gia, nhạc sĩ và truyền thông báo chí từ 4 châu lục tụ hội về San Jose trong một sự kiện văn hóa chưa từng có, Đại hội Văn chương Phụ nữ Việt Nam toàn cầu kỳ 3. Quý vị hãy hỗ trợ đại hội, mời nhau dự hai sinh hoạt mở rộng sau đây. Thứ Bảy ngày 17 tháng 8 từ 6 giờ chiều, dạ tiệc và dạ vũ tại nhà hàng Mỹ Tho Bill Peters, giá vé 35 Mỹ Kim. Chủ nhật ngày 18 tháng 8 từ 2 giờ trưa đến 7 giờ chiều, đại nhạc hội Bóng Hồng Quê Hương và hội chợ sách báo ban thơ nhạc tại Unify Event Center. Chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu và mới lạ nhất từ lâu nay với hàng trăm bóng hồng áo dài hợp diễn. Trong số này có nữ danh ca Thanh Thúy, hai giọng ca nam sáng chói Giang Tử, Anh Tuấn. Nhiều màn song ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, hợp ca, rất ngoạn mục. Vé ủng hộ chỉ 20 Mỹ Kim, vé bảo trợ VIP 50 Mỹ Kim. Đặc biệt, 300 phụ nữ mặc áo dài đến trước giờ mở cửa sẽ có tặng phẩm 12 Mỹ Kim. Mua vé tại các địa điểm Paloma, Rong Biển, JV Beauty, Fashion L'Amour hoặc email về tượngvàng@gmail.com. Ban tổ chức sẽ gửi vé tận nhà. Đại diện ban tổ chức, tác giả Thu Lũng Hoa Vàng, Quốc Nam kính mời.